Em chào mọi người ạ. Em là Ice-T. Đây là những lời dành cho những người không được đi tiếp trong vòng thi này. Và có thể có cả mình. Đã là cuộc thi thì sẽ có người thắng người bại. Có người ra đi và có người cố gắng ấp ở. Người đi thi xếp hàng dài. Người vượt chặng đường trăm cây. Người có thì rích chữ 1. Người bị loại sau 15 giây. Tham gia cuộc chơi này không phải để nói những lời này đây. Bao nhiêu người chơi hay nhưng họ vẫn ra về chơi hay. Không có gì đáng phải khóc khi số đông không bị loại. Bình tĩnh vuốt lại tóc, từ số 0 ta sẽ về đi số 0. Âm nhạc hiện đại vẫn luôn tồn tại và con người gần lại với nhau. Không ngần ngại đối đầu huyền thoại, không sợ bị bầu bội bỏ ngoài nhau. Không cần biết đi đến đâu, ta vẫn tiếp tục chiến đấu. Dù thất bại vẫn không dừng lại, không buông lời thảm hại nhói đau. Làm điều không thích qua lyric và flow. Viết ra từng câu mà từ lâu không dám nói. Tiếp tục bước tới, không ngừng đổi mới bản thân. Bước trên đôi chân, không quan tâm lại lyric. Âm nhạc hiện đại vẫn luôn tồn tại và con người gần lại với nhau. Không ngần ngại đối đầu huyền thoại, không sợ bị bỏ lại phía sau. Không phản bội những người đồng đội đã từng cánh tôi cùng nhau. Không cần bội vẫn luôn chờ đợi bao nhiêu cơ hội đâu.